Em chào các bác. Hôm nay em đã bắt đầu vào xay dớn. Đây, đây có những cái sàng dung này để và những cái kiểu như là những cái tạp chất xấu ấy, nó sẽ bị loại ra khỏi trên này. Đây ví dụ như cái này thì vứt đi thôi, không dùng được nữa. Đấy. Còn đấy, không dùng được nữa. Còn đây là những cái phần thịt của nó các bác. Đấy. Ở cái đáy cùng này em không lấy đâu. Đấy, chỉ lấy những phần này. Đấy, nó hình những sợi cọng như này rất là đẹp. Trồng lan thì tuyệt vời luôn. Cái này mà trộn với vỏ thông nhập khẩu Ochita là các bác ở trong Lâm Đồng rất là hay sử dụng này. Đấy. Đấy, rất hay sử dụng luôn. Đây được lấy từ những cái đốn thịt này ra. Đấy, cho máy quay các bạn. Đây một bao đây các bạn. Một bao này chỉ được có 10 cân. Đấy một bao to này 10 cân, 10 cân này các bác dùng có thể nếu mà vườn các bác trung bình nó sẽ được 30 chậu. Đấy 10 cân này được 30 chậu. Đấy. Giá chỉ có 30.000 cân và bao ship cho các bác. Đấy. Số lượng em còn nhiều lắm. Rất nhiều luôn. Đấy còn các bác lấy cái dớn này để có về tự băm ấy thì em chỉ bán với giá là 20.000 và bao ship thôi nhé. Nếu có lấy về các bác tự băm ấy. Đấy tự băm thì chỉ có 20.000 cân bao ship. Đấy còn nếu mà các bác không lấy về tự băm được thì nếu các bác lấy cái hàng xay ra rồi thì nó là 30.000. Hàng này bác là lấy số lượng nhiều em để giá buôn để cho các đại lý các bác có thể thoải mái lấy về bán rất là ok. Đấy. Dương cả các bác.